Rồi khó thấy nhẹ chịu chưa? quá. Nhẹ chưa? Là tôi lấy trứng ra. Rồi nó thấm vô trong, nó nóng nóng ở trong trong cái cơ thịt ở trong á. Ừ. Dạ. Rồi còn sao nữa, rồi lên nó thử tới 10 cây nữa. Vậy. Vậy. Trời ơi. Ơi. Thấy ghê vậy. Thấy vậy. Bởi vì nó rút nó giật giật. Bởi vì nó giật, bởi vì coi mà nó giật nó rút. Dạ thì bây giờ là chào thầy nha. Bữa nay á là tìm đến là gặp được thầy là không thể bị lâu rồi, mấy tháng rồi. Nó cứ bị trước cái tay á, giống như cái cơ thịt, cái cơ gân ở trong đây nè. Nó nhức mà nó nhức dài lên trên cái vai á, nó rất là nặng, giống như mà có cái gì mà nó ghì xuống vậy đó. Rất là nhức. Mà mình cầm vô á thì mình không có biết là nhức ở trong xương hay là mình nhức ở trong cái cơ thịt. Rồi mình bóp cái gì mình không có cảm nhận được là mình nhức ở đâu. Đó. Mà nó giống như là trúng gió thì nó không phải trúng gió, mà uống thuốc thì nó không có hết. Đó, rồi bây giờ mà hồi trước giờ có bị té không? Không có bị té, vẫn là đi đứng bình thường à, không có té. Nếu mà té là nó có dấu bầm, còn đây là bình thường không có dấu bầm. Rồi. Cái bạn nó chỉ nhức giống như là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, hôm nay là gần 40 rồi. À, nếu 40 á, nếu 40 là nó trúng vô cái chữ số là có người có quê nhân cứu cô. Nhưng mà tôi xem cái tờ này á thì theo cái quẻ tôi coi á thì cô bị thư. Hồng kim. Nó nhức dài lên trên vai này cho nha. Nên nó xỉa, nó xói, nó xỉa, nó thấy không phải không? Nó nhức dài đúng rồi, lâu lâu nó cắn, giống như nó cắn ở trong gân á. Cái đó là nó bị thư bằng kim. Kim nó chạy tới đâu là nó nhức cô tới đó đó. Nó cắn mà nó xấy ở trọng á, mà mình không có rờ được nó là chỗ nào luôn. Vậy đó, đúng không? Tôi nói gì đúng không? Chỗ nào á. Dạ. Thì nếu chịu thì tôi mở cho. Cái đó mình mở là nó khoảng bao lâu hả thầy? Mở thì mở chút mở là nó ra hết à. Mà nó khoảng bao lâu thì nó hết nhất á? Khoảng 3 ngày. 3 ngày nó mới nó mới hiệu quả phải không? Hiệu quả. 3 ngày mới hiệu quả. Thì như bây giờ vậy là mở là mình có trà, có cạo gì, cạo gió gì đây? Không, tôi trà. Giờ cô đi ra tiệm tạp hóa cô mua cho tôi 2 cái trứng gà đi. Mua 2 cái trứng gà hả? À. Rồi vậy là thôi bây giờ để mình đi xem cái trứng. Mua trứng gà đi rồi tôi giúp cho. Dạ. Ở gần đây không thầy? Nó ra đi ra đây quẹo ra cái bên đó có tập quá bên đó đó. Trứng gà so mới được hay là trứng gà ta được thầy? Trứng gà so mình với gà ta mình, nhưng mà so được rồi. Nó bán nhỏ nhỏ đó mà không biết bán gì nữa. Gà so rồi. Ta hay so. Nó bán nhỏ nhỏ nè. Đó cái dĩa nè, để gì dĩa đi. Thôi mà Phan hỏi thầy đó, cái này mà mình làm ví dụ như mình trị bệnh như vậy đó là nó khoảng thì làm như vậy là khoảng bao nhiêu phút, với lại là thầy làm như khoảng bao nhiêu tiền á? Cái bao nhiêu phút thì tôi làm sao tôi làm hết cái thời gian của tôi cúng kiếm là tôi làm. Còn cái vấn đề tiền á, nếu mà để cô để hoài đó thì có nguy hiểm, nó sinh ra tới tổng mạng. Thì nếu cô chịu thì tôi làm cho là ăn 5 triệu. 5 triệu rồi hả thầy? 5 triệu là hết trong cái thời gian làm là nhiều lần hay là làm lần hôm nay thôi? Hôm nay hai cái trứng này thôi 5 triệu. Làm hai trứng này tôi làm cho cô ăn 5 triệu. 5 triệu mà thầy đảm bảo là nó hết nhất cái lại là hết bị thư luôn không? Thì tôi mở ra, thí dụ tôi nói trong đó là 10 tôi coi trong đó là hồi nãy giờ tôi quên điểm hình nói là nó 10 cái kim. Mà chừng là tôi mở ra đủ 10 cái kim là cô hết. Mà mỗi một lần đó là mở ra là nó ra được mấy cây thì tôi không cần thiết. Mà nó ra được mấy cây thì mà mỗi ba lần, mỗi một lần mà mở sao mà miễn nó ra đủ 10 cái kim thôi. Dạ. Mà mỗi lần tôi mở cho cô là ăn 5 triệu. Dạ. Mà với thầy mở là mình ngồi ở đây luôn hay là mình có đi chỗ vắng nào không thầy? Ngồi tại đây luôn. Đây luôn ha. Chứ không có đi không chỗ đi. Khác ha. Rồi. Thế là tới 5 triệu. Cái đó là thầy lấy ra là nó sẽ hút ở trong cái trứng này ra hay sao? Thì tôi làm sao tôi làm, miễn tôi đập cái trứng ra mà có nó rút ra được trong cho mình cô ra là nó ăn sâu vô trong trứng đó là có kim. Nhưng mà cái này chắc chút thì thầy lăn thế này. Lăn thì có cởi đồ ra không? Không, bị cái tay lăn, cái tay lăn từ cái vai rồi cái tay trở xuống. Mình lăn mình mở bây giờ đó bao nhiêu chỗ là lấy cái tĩnh mạch chỗ đó mình làm. Dạ, nhất ở đây nè. Cho nó dồn cái bụi trở.
lấy ra từ trong cái trứng này luôn thôi. Trong trứng nó có kem, nó gà nó cũng có gà kem. Ghê vậy trời. Tin được không? Mà tới 5 triệu đi. Thì được thì hiểu thì tôi làm. Không được thì thôi, chứ không ép. Cái đó mình thầy cho suy nghĩ chút xíu ha. Tại mình thấy số tiền nó cũng hơi lớn quá mà mình suy nghĩ đó, nó sao mà thầy có thể lấy được từ trong cái trái trứng này mà thầy nói nó có kim. Ngoài ra thầy có nhìn được ở trong người mình chứ trong người ngân là có thầy có nhìn được là nó có gì khác ngoài kim không? Không, nó bị kim không. Nó bị kim nó mới cắn. Bởi vì nó chạy rồi nó nhứt rồi tới dây phải không? Thì nó chạy tới đâu là mình nhứt tới đó chứ. Nó đứng lại thì nó không có nhứt. Mình thấy nó chạy mỗi lần nó chạy là nó nhứt. Bởi vì nó nhứt nhứt ở đây mà mình rờ bóp bóp là mình không có biết nó nhứt chỗ nào đó. Nhưng mà 10 cây lận. Mà tôi rút ra được mấy cây thì mình tính mấy cây. Không, nhưng mỗi lần làm là 5 triệu, làm là đủ ra đủ 10 cây kim thôi. Thầy mình nhưng mà thầy nhìn thì soi thôi, thầy nhìn hay là thầy coi thì coi là cái người mà thư yếm mình đó là sao thầy? Vậy cái bùa gì không? Bây giờ đó người ta thư kim chứ không thư bùa gì hết. Nhưng mà cái đó là người ta giống như thầy nhìn cho là cái này nó nằm ở trong đây là bao lâu rồi không? Nó 3 năm rồi. Rồi tới 3 năm rồi. Quá trời lâu rồi. Nhìn chi đó cứ nhất nhất mà mình không có. Sao một người mà có thể mình tin được một cái trứng. Cái trứng này mình mới mua về hả? Mà cái trứng này nhỏ xíu mà cái kim nó bự làm sao mà mình có thể hút nó ra được hay á. Được thì để vô dĩa đi rồi tôi lên tôi cúng thỉnh tổ được cúng cho rồi trưởng trùng bằng. Dạ thầy phải cúng thỉnh tổ xong rồi đặt tiền tổ luôn hết thầy. À, đặt tiền hay tổ. Là thầy chừng nào làm xong đi rồi thấy thì rồi hẳn mình hẳn trả tiền đúng thầy. Rồi nếu mà tôi mở ra không có kim dạ. Không lấy tiền. Dạ nhiều khi không tin tưởng lắm á. Đúng rồi. Phải có kim mà mới biết được chứ. Thì tại vì cái trứng gà đây thì cũng hơi thắc mắc cô cầm nãy giờ cô coi dạ. Là cũng hơi thắc mắc. Cái trứng như vậy mà làm sao mà thầy nói lấy kim ra? Làm sao mình có thể mà suy nghĩ được. Thôi giờ mình cũng bệnh rồi An. Giờ mình lỡ lại làm luôn ha. Chứ sao? Suy nghĩ kỹ đi. Bây giờ là mình suy nghĩ là mình không thể tin được. Nếu như bây giờ là thầy lấy ra, thầy nói là lấy trong vài lần mà ra bao nhiêu cái kim đó là có bị người thư ếm. Thì bây giờ một cái trứng gà như thế này, chừng nào mà thầy lấy ra kim được thì lúc đó mình mới trả tiền. Chứ bây giờ nếu mà mình nói đặt tiền trước á thì mình thấy mình không yên tâm. Ừ. Đó thì thôi thì để đồng ý cho thầy làm đi nhưng mà để thầy cúng thầy làm sao đó chút xíu nó đi rồi được thì mình sẽ xong mình sẽ đưa tiền thầy dạ, chịu ha có mở ra có kim mới lấy tiền dạ rồi mở ra có kim mới lấy tiền rồi rồi dạ. Rồi chấp nhận điều đó chấp nhận ha rồi, chấp nhận tôi đi cúng okay. Rồi để thầy đi làm. Giờ đưa cái tay đây tôi đi làm cho. Tay nào thầy? Cái tay đó đó. Cái tay bị nhức có không? Tay bị nhức. Dạ. Rồi để nằm để tay nằm đây. Để ấp bằng tay xuống hả? Để cái cơm tay xuống đây. Ờ cầm tay. Rồi, chính rồi. Rồi. Thôi bây giờ mình cũng làm hơi dán tắt một chút cái này đi ha. Cho mình đưa dạ. Cái kia ra nữa làm thấy nó kỳ. Thì bây giờ đó tôi tỉnh người ta mình thanh tẩu. Thôi giờ ở đây ai có ếm nó trụ ghê. Ai binh nào ở đâu thì về đó. Đúng không? Được theo hại người ta thì có cái gì đó, tôi thân cho đây cho nó rút nếu nó có cảm tưởng ha nếu để đẩy cái tay cho nó cảm tưởng gì nói ha yeah. Rồi có gì không nó nóng nóng cái gì thôi nóng ha yeah. À, nóng là nó rút đó nó nóng gì đó khó chịu á rồi khó chịu ha rồi đây lòng một trứng nhẹ chưa bớt chưa chưa nó nóng khó chịu à nhà thầy nói nhà nói tôi lấy trứng ra nha chứ cái gì nó thấm vào trong á ừ. Cảm giác nó nóng mà nó thấm vào trong ừ. Thấm vào
trong thịt đó. Nó mới rút ra được. Rồi, thấy nhẹ chưa? Nhẹ chưa? Rồi tôi lấy trứng ra. Rồi nó thấm vô trong, nó nóng ở trong trong cái cơ thịt ở trong á. Dạ. Rồi giờ thấy nhẹ chưa? Bớt nóng rồi. Rồi. Bớt nóng rồi. Rồi thấy nhẹ nè thì nói lấy ra. Nhẹ. Rồi. Nhẹ hết rồi ha. Em ha. Hết chạy được chưa? Hết rồi ha. Rồi. Nó nhẹ hơn giống như là 70% á, hồi nãy để lên thì nó nóng hoài, cái từ nó nóng, nó thấm vô trong cái thịt ở trong á. Nó thưa kim mà, bây giờ kim mình lấy kim ra rồi lấy tay lên đi. Nó lấy kim ra thành ra nó phải chạy, đúng không? Rồi giờ tôi đập cái trứng ra cho cô coi. Nó thưa kim. Rồi ra được mấy cây thì nhờ mấy cây ha. Rồi còn theo nữa rồi lên nó thưa tới 10 cây lận. Vậy. Vậy. Trời ơi. Cái ghê vậy. Thấy dây. Bởi vì nó rút nó giật. Bởi vì nó giật, bởi vì coi mà nó giật nó rút. Dây bẻ như thầy. Dây này dây bẻ. Cái dây gì mà giống như dây. Thôi trong mấy người mình được ta. Bởi vậy nó ác mà, bởi vậy nó ác nó mới làm cô vậy. Bởi nó giật giống như mà trừ trong gân á, trong gân. Thấy không, tôi coi cho nó kim mà bây giờ nó lòi ra dây thì đó, cô thấy không? Vậy nãy nó giật giống như mà giờ cái tay mình á mà nó cứng ở trong đây nè, mà nó nhức mà mình cứ bóp vậy nè, mình không biết là trong gân hay trong xương hay trong đâu. Cuối cùng sao có dây ghê trời. Thấy không? Như vậy. Thôi có chỉ máu nó kìa, có cái chỉ máu của mình hay là sao á thầy? Cái chị thì cái máu mình nó rút ra thì phải có máu. Cái chị máu của mình luôn ha. Trời nó rút kìa. Còn cái đen đó là gì? Cái đen nó là cái chất độc. Cái chất độc nó nằm ở trong người lâu rồi. Khi mà cái này nó quá nó thúi á thì cái đầu của tay mình nó bị hư, bị hoại, bị thúi, mình mới chết. Chứ mình không mở ra là mình phải bị bệnh đó, mình phải chết. Trời sao có máu mình ra đó được. Trời ơi. Cái gì? Đầu thấy được cảnh này á. Cái gì? Trời. Ơi. Nó rút ra bởi vậy nè, nó rút cái độc ra bởi vậy nó chín cái trứng nè, thấy không? Rồi cái lòng nó màu trắng rồi thầy. Ê, cái gì vậy? Cái kim hả? Kim. Trời ơi, bụng gì vậy? Kim. Sao nhiều vậy? Bởi tôi nói tới 10 cây lận mà, giờ nó ra được mấy cây rồi. Mấy cây thầy? Chi nữa nè. Chi luôn hả? Trời ơi. Đó, thấy độc chưa? Trời ơi. Trời sao có kim? Kim rồi dây chì luôn. Lần đầu tiên thấy cảnh mà gỡ cái này là gỡ bùa không thầy? Cái này là gỡ bùa. Gỡ yếm. Yếm thư đó ha. Trời ơi, nó ác chứ kìa, nó yếm kim. Dây. Đó, ở đây dây. Đó, thấy không? Nó đem cái chất này vô nó giết người bằng cái thế này. Trời ơi, thấy ghê quá thầy ơi. Vậy nhăn bị bao lâu nhiêu lâu ta? Trời mà mới 3 tháng gần đây là nó bị nặng nhất luôn á, nặng mà nó nhức nó giật. Thôi vậy nó mới chạy. Dịch vừa cái chỏng mà mình cứ bóp như nào mà mình không biết nó nhức chỗ nào, trong gân cũng không phải mà trong xương cũng không phải. Ngồi đi. Bữa nay sao mà nó nhẹ lên được một tí nào, nhưng mà nó cũng còn như nó mới có hết có khoảng 70% mà thầy. Bây giờ nó còn hơn 50 đúng chứ, 50% cho 70 là nhẹ lắm, mà bây giờ cũng dây nó ra nè, mới 70 đó chứ. Bên đây nó có máu nữa nè. Bên đây nè, nó đỏ máu nè. Cái này ghê chị. Máu không trong đây nè. Chỉ cái này đen là chắc là đen là nó đã lâu rồi đó. Thấm vô nó thấm vô thịt rồi đó. Nếu không mở ra là mình phải chết. Trời ơi. Cái đó là mấy cây thầy? Một cây kim. Có dây chì nữa. Dây chì, một cây kim, hai cây kim, ba cây kim. Ba cộng dây chì. Bữa nay cũng mai cây kim mai quần áo mà nó xét luôn rồi. Vậy là còn năm trong mình cô còn 5 cây nữa. Cái này trong người chạy trong người chịu sao nổi ta. Mà như vậy là lần sau mình có làm nữa là tốn tiền nữa thầy. Thì mỗi lần làm thì 5 triệu tôi đồng ý cho mới làm. Mỗi lần làm 5 triệu, 5 cây kim. Không biết nãy thầy lăn lâu lâu nữa là nó rút ra hết luôn rồi. Chứ giờ tôi nói cô nghe nè, lăn nó đúng cái thời của nó thôi. Biết nãy thầy lăn lâu lâu nữa là có thể nó rút ra hết 10 cây ở đây. Bởi vì tôi nó ra từ từ, chứ đâu có làm cái một hết đâu. Là phải nhiều lần nha. Bây giờ nó còn một ít nữa cho nên là mình còn cảm giác nhất ha. Nhìn cái thấy này cái đó mình thấy hết hồn nó trời ghê thiệt. Vì thầy khi mình lấy cái đó là trong người mình có tốn năng lượng gì không thầy? Cái năng lượng mà mình phải tốn chứ. Mình phải luyện, mình phải
dùng bằng cái thần khí của mình để cho mình tập trung về cái trứng gà để mình lôi kéo những cái binh khí đó ra. Lúc mà thầy lăn đó là thầy tụng kinh ha. Bởi vì lúc lăn đó thì phải niệm kinh niệm chú chứ. Bởi vì mình mới nhận cái số tiền đó lại để mình làm cái gì khác hay sao thầy? Đúng rồi. Giống mình cúng lại cho những cái binh, những cái gia của mình đi theo làm ha. Thì nếu mình cúng thì binh gia mình đi làm. Là giống như cho họ ăn ha. Cho họ ăn. Thì mình làm vậy đi rồi họ làm gì rồi cái đầu mai cái đầu ăn đâu phải ăn 5 triệu này mà tôi ăn đâu. 5 triệu này mời mua đồ cúng. Rồi con hôm nay cũng gì ăn cũng may phước ha, được gặp thầy. Chứ mấy là tiêu luôn á, cái này để lâu quá là có thể là sinh mạng của mình bị phải là cái này tổ để mạng lâu nó chết không thầy hay là mình nó, để lâu dạ, nó có chạy chỗ khác không? Nó không chạy chỗ khác, nó đã rồi nó tiều tụy, nó lần mòn chết lần chết mòn. Đau nhất ăn không được, ngủ không được. Chứ mình cái này nó không chạy chỗ khác được hay giống như nó chỉ nó không chạy, nó chỉ cái lên chạy xuống, chạy lên xuống đó thôi. Cũng may là mình bị cái tay chứ còn phải mình bị ở bụng là chết rồi. Ở bụng nặng còn nặng nữa. Ở tay thì nó vô trong thịt thôi, còn ở bụng thì nó vô tới gan. Nó ăn vô ha. Nó ăn vô tới gan, nó phá gan. Mà ví dụ như những người mà ta bị mà nó vô trong sâu trong bụng á là thầy lấy được không? Được. Về qua các bạn, bữa nay là trực tiếp là Ngân An Giang đi đến gặp thầy gỡ bùa nha các bạn. Mình nói là mình bị nhức tay lâu rồi, gió giờ mình tưởng mình bị trúng gió không à. Nó nhức mà không có hết. Bữa nay đi tới thầy bùa thì thầy gỡ ra là toàn là kim với lại là dây ni lông á, mà trứng này là trực tiếp là Ngân đi mua nha các bạn. Ngân đi mua hai trứng này đem về nha. Trực tiếp là tay mình đi mua đem về. Rồi thầy gỡ ra là trong đây kim mà kim sét nữa. Kim sét, dây chì là cũng hơi bị sét thôi nè. Rồi có cọng dây mà dạng như là dây ni lông á. Dây ni lông. Trứng ở trong đây là nó có vừa miếng đen, vừa là bị bầm đen luôn, rồi vừa là bị giống như là có cái gân máu của mình ở trong đó nữa. Cũng khiếp thiệt. Hai trứng đập ra mình không tin vào mắt mình luôn á, không tin được vào mắt mình luôn, quá khủng khiếp.